Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Tao nhìn nó đi có mẹ mày đây, đúng rồi, chạy rồi chơi chạm vào mà xong nó lại một giây nữa thì tao giết mày. Bây giờ xin tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Such a thing wonder. Anh sai rồi, mất em với lựa chọn. Ôi đi mẹ, hôm nay toàn đấy làm tóc, video làm tóc của chị đéo nào nhỉ? Bố mẹ em muốn đã có tiền đi làm tóc đâu mà cứ làm tóc nhỉ? Đã có tiền đi làm đâu, đã bảo chưa có tiền đi làm tóc mà nó cứ cố tình nó lên video làm tóc để cho sự kích thích của mình muốn đi làm. Làm anh không biết làm gì rồi, anh muốn đi nhuộm che phố mà không được đời. Sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ, người có con đi qua từng góc phố, người có bước khi đông gió về, tạm biệt từ trái yêu thương lìa xa. Từng phút từng giây yêu thương lìa xa. Cái năm mà đang hot hot tóc sâu nhỉ, mẹ cả làng làm, mình đã thèm làm nhỉ. Cái đến thằng nào mặt nó hợp mới làm đẹp trai nhìn nó mới đẹp gì. Mẹ cái thằng mặt nó không đẹp mà nó cũng đi làm, nhìn cha ta trên keo nè, nhìn cứ bận 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 đú 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 theo, nhìn quê vãi lồn. Làm sâu thế ạ. Anh cứ làm con mẹ cái cả xoăn giống cái bọn châu Phi chứ. Xoăn giống bọn châu Phi nhìn cho nó chất chất luôn, nhìn mẹ khắc bọt luôn. Nhìn như thế gọi là kiểu nhìn kiểu sang, nhìn kiểu chơi chơi mẹ mẹ. Kiểu sầu quá bình thường. Sáng quên không uống thuốc rồi. Giá như ngày nào anh cũng được bên em. Như vậy là mình đã hoàn thành xong
tác phẩm của mình các bạn ạ. Nếu đẹp thế cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn theo dõi quá trình mình tô màu nhé. Cái này còn mạnh hơn. Đéo rồi có thằng nào. Chỉ cần là chưa tô màu là lấy tô hết. Thành phố lớn đi à? Đi à? Đi mẹ. Đã còn lâu hơn cái đi à nẻ ơi. Mình mà đi nhuộm mình, anh sẽ bảo là không nhuộm vào chân tóc. Nhuộm vào chân tóc buốt giạt thì mẹ chết chịu được. Một số vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Rồi mình sẽ gọn màu đây các bạn. Thành phố lớn chết trên cơn cô đơn. Nhìn mẹ gọt có xóa vãi lời.
cái là bộ bộ màu tô mini à. À thì có vẻ ngắn như của mình cũng bút màu nâu gì à. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn.